Xin chào cô chú và tất cả mọi người, lại là Ti đây. Hôm nay hai vợ chồng Ti lại trở lại Long An để đón các bé chó mèo của cái cô ăn xin tội nghiệp. Bây giờ Ti đã tới rồi. Khi mà vợ chồng Ti tới đây á thì thấy cô đã sắp xếp đồ sẵn rồi nha mọi người. Trời ơi, mọi người thấy đồ đạc của cô. Xin phép mọi người là Ti là một người rất thẳng thắn, nên Ti nghĩ sao là sẽ nói vậy, mong rằng sẽ không làm cho mọi người cảm thấy là nó bị khó chịu quá nha mọi người. Nên Ti rất mong được sống thật với mình. Đây nè mọi người, nhìn thấy mấy cái đồ của cô với mấy em chó mèo á. Ti nói thiệt luôn, nó vừa thương mà vừa tội sao á thiệt. Những cái đồ đạc này nó còn tệ hơn là những cái đồ mà Ti xin quần áo cũ của các bạn cho đó ở dưới Củ Chi để lót cho các bé nằm. Hoàn cảnh sống ở đây quá tệ là quá đáng thương. Trời tội nghiệp không mọi người. Cô xích mấy em mèo lại nè. Cô không có dây xích, cô lấy dây cô cột hết để cô đợi vợ chồng Ti tới. Trời ơi, các em mèo rất là dễ thương luôn. Đồ đạc của cô và các em chó mèo không có gì hết á. Chỉ có mấy cái đồ giống như ve chai á. Ở đây có hai cái chuồng. Nhưng mà cái chuồng này nó cũ quá mọi người. Chuồng này cũ quá, Ti không biết để các bé được không. Cô lấy dây á, cột chằng chịt vô hết. Nhiều việc quá, từ sáng đến giờ vợ chồng Ti bây giờ mới tới đây được. À, cô mua cá hộp trộn cho các em ăn hả? Đây. Trộn với ba tê cho các em ăn. Ủa vậy cô ăn gì vậy? Ăn có gì ăn đó. À, cô thì cô có gì ăn đó. Thật ra thì vợ chồng Ti cũng vậy. Hôm nay là Ti quá ốm rồi, sáng giờ chưa ăn gì hết. Bây giờ là buổi trưa. Meo. Bây giờ con về con sống với gia đình của Ti nha. Con có nhát không nhở? Chưa, con hiền quá à. Chưa kìa, chưa nha. Bé này hiền không? Trời ơi, các bé mèo này là toàn là nhìn. Theo Ti nhìn thấy là các bé mèo này lớn tuổi không nha cô chú. Nó hai mấy ba chục năm rồi đó. Trời, có nhiều em mèo già lắm, là cô nuôi lâu lắm rồi. Thật sự Ti không tưởng tượng được cái cuộc sống cô và các bé đã trải qua. Mấy chục năm trời nuôi các em chó mèo. Mấy chục năm trời cô nuôi các em chó mèo mà không ai biết đến và giúp đỡ. Từ một người phụ nữ có điều kiện, bây giờ là khổ luôn sống như vậy. Theo Ti thấy em chó này là một em cún già nha mọi người. Ti không biết vì sao mà cô để em ở trong toilet, Ti không biết nha. Cái khúc này là khúc sao. Thôi bây giờ Ti tạm thời khép clip ở đây và vận chuyển các bé lên xe về với mái ấm. Ti cảm ơn mọi người đã yêu thương mái ấm Happy House, mái ấm của Ti. Tại từ sáng giờ Ti mệt quá, chưa ăn uống gì mà đi xe á. Bây giờ cảm thấy rất là mệt và khó chịu. Bye bye mọi người, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe.